mặt cái thằng đứng sau cột côn kìa. Vào này, này, riêng đội tôi nhé, khi mà nó đã ghi bàn rồi, nó đổ bê tông 11 thằng, nó đứng xếp hàng đôi trước cửa gôn, cái đội chú có sút vào má. Bây giờ mới là hiệp 2 thôi, phút thứ 72, còn lâu, 30 chưa phải là Tết nha. Ôi dạ vâng, cứ đợi đấy, xuống đi. Nhìn đội Bắc này, cái xe bóng trông trông giống đội Bắc cả pháo không? Thế này, làm sao? Làm sao? Này, 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 vào này, vào này, đặt cả, sao đánh nhau? Ui trời ơi! Đấy, gì này? Gì đấy? Hết giờ xem phim rồi, mời hai anh em chẳng ai TV chị em thôi. Ôi, chứ gì nữa? Ai, chị em nhà này buồn cười đấy, bây giờ mới phút thứ 72 mà người ta còn đá bù giờ nữa cơ mà. Trách cái ban tổ chức C1 hay B1 gì của các cậu ấy, tại sao lại cứ đá vào cái giờ chị em tôi xem phim Hàn Quốc hả? Xem phim Hàn Quốc chị lên mạng chị xem, hoặc là chị đau vào máy tính chị xem lại cũng được. Còn em xem bóng đá và xem trực tiếp nó mất phê. Lên mạng à, cứ mỗi lần lên mạng thì cái 10 ngón tay của tôi là nó cứ lướt vào cái mục ngược cái bạn làm quen. Và tôi ngước mặt lên thì trời đã tối rồi. Tôi không có thời gian xem phim. Này, nhường TV chị em tôi đi. Khổ quá thì người ta đang được đấy. Chị Trinh đã nói như thế rồi. Mà hai anh thích xem thì sang anh vui mà xem. Đúng rồi, đi đi. Ôi giời ơi, đang xem mất đứng. Nhà vui nó có cái vô tuyến nó có 14 anh này. Cầu thủ đấy như con ruồi, quả bóng này như là cái đầu tọng như bố ai mà nhìn những cái gì tét đấy cả mắt. Thôi đi đi, đi chứ khác chứ người ta xem nhanh. Này, căng thẳng. Không nói nhiều, anh có đưa điều khiển đấy không? Tôi ở nhà tôi còn trông con. Em xem bóng đá không nhờn đâu. Này này này, thôi nhá, hai chị em thôi nhá. Tôi như này là nhờn chiều hai chị em quá đấy. Có điều mà đến đêm ba mà không đi là lật đằng trước đằng sau này. Một, anh hai. Đến đêm 300 luôn đi. 39. Ôi trời ơi, khổ. Ôi nghe thế. Trời, này, anh thấy còn lâu mới vào. Anh tưởng của em Jonah đi nhộn chưa hết thời nhá. Ôi trời, thôi trời, xin đông. Thằng này bây giờ chỉ nổi tiếng ở bên ngoài đời thôi. Này, 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 này. Hả? Nhìn thế này, sắp đến giờ mà em không vụ xuống đây bây giờ đấy. Chết gì, xem nào cũng giành mất TV. Chú yên tâm đi, anh đã ra cắt sự vụ này rồi, hai mụ có xuống cũng không giải quyết được việc gì. Chúng anh nói rồi nhá, yên tâm. Anh em chả điều khiển đây nào. Ờ, đấy điều khiển đấy, xin mời. Mày tự giác thế. Nhìn thấy hai cái bà này đang vui như thấy buồn, xem bóng đá mất cả ngon. Cuộc vui hôm nay của anh em mình hơi bị buồn. Này, anh làm gì mà điều khiển nó không bật ra chuyển kênh được thế này? Tôi có làm gì đâu. Chẳng qua là vì cái điều khiển này nó không thích xem phim tình cảm mà nó chỉ thích xem đá bóng. Này nhá, anh làm cái trò gì này? Ôi dồi ôi, anh tháo cả pin ra rồi à? Pin của tôi đâu, trả đây. Không giả, tự đi mua đấy. Không điều khiển được bằng điều khiển hả? Tôi điều khiển trên TV. Đúng rồi, thoải mái. Sao không được là thế nào? Này, anh quá đáng vở đi nhá. Tôi đã ra cắt dự rồi, vụ này cứ thoải mái không vấn đề gì đấy, thích làm gì đấy, thích làm gì để nguyên đấy, làm cái gì không biết để nguyên cho bọn tôi xem, cứ đi ra cắt đi, các bạn đi đi, à, thích thì cho mỗi người miếng, đây cầm ấy. Nhớ đấy. Ô, thế mang cả rượu lẫn mồi đi à? Không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Quan trọng là rượu anh em mình vẫn còn đây. Anh chị. Sút đi. Chị ơi, hả? Chị biết dây nào là dây cáp chưa? Ôi dồi ôi, khiếp, lằng ngoằng cả một đống như thế này, dây trắng với dây đen, làm sao biết được cái nào là dây điện, cái nào là dây cáp? Kinh quá. Công nhận nhá, Hữu đàn ông giỏi thật đấy, như mạng nghệ này thế mà cũng sửa chữa được. Tôi bảo này, hay là bây giờ cứ cắt đại đi một dây, dây nào cũng được. Thôi được rồi, mình mà không ăn được ấy, thì mình phải đạp đổ. Đúng rồi. Để em thử cái này đi. À. Em chuẩn bị cắt nhá. À. Đi đi. Ôi trời ơi, công nhận là mình quách tỉnh thật đấy. Nhường cho cô em dâu cắt trước. Dây trắng này chắc chắn là dây cáp. Để chị.
phòng mình được. Chỗ này là ngon nhất rồi. Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi, bác ơi cho em hỏi anh Tùng đâu nhỉ? Anh Tùng ơi, không vừa phải đấy chứ, anh còn lù lù như là đống như giả đây mà chú lại cứ bắt từng bước. Bật đi, đến giờ rồi. Bật mãi từ nãy giờ không được. Xin có cái gì đây? Tôi chết rồi, sao đến nay đến giờ tivi kênh nào tối hôm hôm toàn mũi này. Hay là bác chưa đóng tiền tivi hàng tháng à? Người như anh mà sao chú lại có thể hỏi anh câu đấy? Tại để... sao lại ra nông nỗi này? Vâng. Để xem nào. Ôi, tôi chết rồi. Khó hiểu. Này, em phát hiện ra rồi. Ôi, vừa ra nhìn tivi không thấy cái dây dợ nào là thế nào. Không thấy cái dây cáp nào nối vào, xem làm sao được. Không thấy dây cáp nào? Không thấy. Ai, anh đoán trước được sự việc rồi. Tưởng gì chứ chuyện ấy đơn giản. Đối với anh chú nhìn tên này. Đây có phải là Kim không? Đợi anh một tí. Vòng nguyệt quế trao cho người chiến thắng. Kiếp trông như Alibaba 4 ấy nhỉ. Bật lên đi. Ôi trời ơi. Lùi ra khỏi cho tôi. Ôi dồi ôi, ơi, bọn chúng vẫn xem được. Cái này có điên không chứ? Lùi ra. Đã thế nhá, tôi sẽ dùng cách cuối cùng. Trời ơi, tôi đang cảm tử này. Khổ quá. Này Phượng, tránh ra, khổ quá. Sao lại để cái người ấy đang lên trên tránh ra được cầu thủ. Nó sút cho tung, nó sút cho tung 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 quần nữa bây giờ. Anh ấy nói thế mà nghe được à? Tôi nhá, tôi sẽ đứng chết dí ở đây. Xem anh có xem được không nhá? Mà nhất định tôi phải xem cho Hàn Quốc. Tôi hỏi lần cuối, có tránh ra không? Không. Hả? Thôi. Nó xuống tiếp cho phát nữa bây giờ thì... Ôi. Hai anh chị em can ấy, đừng cãi nhau trẻ trâu ấy. Ngoài kia người ta nghe thì người ta cười cho nó. Bây giờ em phân định thế này nhá. Sẽ hợp lý hợp tình này. Hàng tuần ấy, mình cứ kêu ngày ra xem TV. Cái ngày thứ tư thứ năm là đêm là có cung xem một thứ bảy chủ nhật là có ngoại hạng Anh. Đúng rồi. Thế bọn em thì xem thứ tư thứ năm thứ bảy chủ nhật. À còn đã, còn thứ hai thứ ba nó có thêm mấy trận giao hữu nữa. Thế là cụ thể là anh em mình xem là thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật đúng không? Thế còn lại bao nhiêu thì chị em xem tất đúng không? Này cả tuần từ thứ hai đến chủ nhật các chú xem rồi thì chị em tôi thoải mái một lúc nào. Ba ngày nào rảnh rỗi cứ nhảy vào chơi. Lúc nào rảnh lại nhỉ? Tôi nói cho chú biết, chú mang tiếng là họa sĩ hào hoa phong nhã, mà chú không hiểu cái câu là lady first là gì à? Từ trước vừa chat với anh Việt Kiều học ngay một từ, hiểu chưa? Lady first nhá. Lady first, mấy cái bà phụ nữ để sao mà nó lằng nhằng thế? Lúc nào cũng đòi quyền bình đẳng với đàn ông là đến lúc có xảy ra việc thì lại lôi cái thuyết tiến hóa ra đây để hành hạ anh em mình. Nói thôi nhá. Nói tóm lại là xem phim. Đúng rồi. Xem phim. Bóng đá. Xem phim. Bóng đá. Xem phim. Bóng đá. Bóng đá. Xem phim. Anh đang xem bóng đá quay đi. Em ơi. Quên đó mà. Em ra xem phim với anh để anh đừng giúp con. Em ra xem đi, đấy vậy anh. Con gái của bố có xin lỗi mà nó tao. Bóng đá. Ôi trời ơi. Trời ơi, hai người kia. Chú vui, đền ngay cho anh cái màn hình phẳng. Tại sao mặt chú buồn thế, chú tươi lên cho anh em. Sợ vợ à? Em không sợ, em tôn trọng nó. Riêng cái chuyện vợ con chú để anh giải quyết. Và bây giờ anh giải quyết trước cho chú là về mặt tinh thần. Nhớ chưa? Chú nhìn mặt anh tươi lên. Nghe anh nói này, đối với vợ con nhá, mình luôn luôn phải giữ một cái thái độ. Chú hiểu chú biết thái độ gì không? Là mình luôn luôn phải tự tại, luôn luôn phải tự tử. Tự tử là anh em lại càng anh nhầm. Luôn luôn phải tự chủ, luôn luôn phải tự tại. Chú hiểu chưa? Nhá, trước mặt vợ con dù có sợ đến mấy nhá, nó quá chú nhá. Chú cứ lì mặt ra cho anh. Coi như chú bị điếc. Kiểu năng vớ vẩn thiểu năng này. Dù có sợ hãi đến đâu nhưng bên ngoài chú vẫn phải diễn. Chú vẫn phải tỏ ra mình không sợ hãi, không lung lay, không bấn loạn. Thế chưa? Không lo, không sợ, không bấn. Chú phải làm đúng như thế cho anh. Không phải nhé, không
về cái loại mà cứ vợ gọi thì mình thì thương ấy. Không được phép như thế nhá. Chú bây giờ chú phải học một cái thói quen như anh ấy này. Thích làm gì thì làm, mà cái điều mình không thích không bao giờ làm. Nó có sai mình không làm, hiểu không? Nhớ chưa? Phải giữ đúng cái thái độ như thế nhá. Chứ không phải nó cứ gọi phát dạ tự bẩm kiên thưa vâng cái lung tung cái là hỏng hết. Không có ra cái thể hiện thằng đàn ông gì. Ờ, vẫn cứ loại điện thoại này nghe là cái gì mất thời gian. Ôi, chắc nghe máy cũng quan trọng sao? Không nghe. Ôi, là... Sư tử thủ đô. Đại ca đấy, đại ca. Chị, đại ca. Ôi, khổ quá, anh biết là chị thì anh không nghe. Cái loại vớ vẩn, kệ nó cho nó chuông vào máy nhé. Chú ngồi đấy ngay. May quá anh Tùng đây rồi. Anh ơi, vào viện ngay, khẩn trương. Hai cô lại buồn cười nhưng đang minh thương mà vào viện cô làm sao ấy? Cô có bị thần kinh không? Tôi khỏe mạnh như này cô rủa tôi vào viện cô. Trời ơi, không phải là anh mà là cháu nhà anh. Nó lên còn sốt cao đang cấp cứu trong viện. Mà em gọi anh mấy chục cuộc anh không nghe là sao? Sao cháu tôi bị sao? Tại sao không ai gọi cho tôi cả? Gọi bao giờ? Trời ơi, em lấy máy của chị nhà em gọi đấy. Cứ sư tử thủ đô thì anh không nghe à? Khổ quá nhưng mà tôi nhưng mà viện ở đâu như nào? Em gọi anh không được, em gọi hộ xe cấp cứu rồi. Nhưng bây giờ địa chỉ đấy, anh đi luôn đi, nhanh nhanh. Này cầm cái này. Rồi. Anh đi luôn. Trời ơi, sao lại khổ thế này? Này, nhanh còn kịp nhá. Ôi giời, khiếp cái ông này. Mệt. Hôm nay con đỡ rồi. Tôi cho con sang nhà ông bà chơi đâu. Ở nhà liệu một cơm nữa gọn dẹp đi đây. Mình ơi, cho anh xin lỗi nhé. Tại vì là anh không nghe thấy điện thoại của mình, chỗ nó ồn ào quá. Anh mà thấy điện thoại của mình thì anh mà không nghe thì anh cũng là thằng Tùng điên này. May mà có bà Phan lúc đấy ở đấy nhá. Không mẹ con tôi mà có mệnh hệ gì anh ân hận cả đời không kịp đâu. Khổ quá, anh đã biết lỗi rồi. Lần sau mà anh có sắp endai thì anh cũng phải bật dậy để nghe điện thoại của mình. Nhớ là phải nghe điện thoại đấy, còn một lần nữa đừng có trách tôi đấy. Khổ quá, bài học nhớ đời biết rồi cứ nói mãi. Thôi ở nhà đi, đi đây. Rồi, này. Hai mẹ con cứ đi chơi thoải mái, vui vẻ, mạnh khỏe. Nhá, bố sẽ bật điện thoại 24/24, gọi lúc nào, nghe máy luôn. Hai mẹ con cứ đi chơi cho thật vui, nhá. Rồi, để vớ đẩy ra nhá. Được không? Nhá, nhá. Alo. Alo. Quay lại. Alo, alo, Minh à, alo, ô hay nhỉ, lạ thật nhỉ, làm sao thế nhỉ, giời, đáng ra giờ này là đang phải ở bên nhà ông bà ngoại rồi chứ nhỉ, mà sao mình lại nghe thấy tiếng đường phố hoang hoang, sao lại ở ngoài đường là như thế nào nhỉ? Bố vợ. Alo, bố à? Dạ vâng ạ. Dạ, bố ơi, Phượng với lại cháu có ở bên ông không ạ? Dạ. Về rồi ạ? Dạ vâng, dạ thích. À, dạ, không, không ạ. Không có chuyện gì đâu ạ. Dạ vâng ạ, thế để con gọi lại cho bố sau ạ. Dạ, con chào bố. Là thật thì... Làm ăn đi chết không. Đã bảo là về thì phải gọi cho người ta. Không gọi gì cả mà đường phố lại có hoang hoang như này thì đi đâu được. Chắc lại rẽ vào quán xá nào gì. Làm ăn đi bực mình không thể nào chịu đựng được. Cứ bế nhau ra ngoài đường cái là làm cho người ở nhà không làm ăn được cái gì cả. Bực cả mình. Ai? Dạ. Cô có thấy vợ con tôi chạy qua đây không? Ui giời, em mải bán hàng không để ý đâu anh ơi. Mà chị đi đâu rồi, anh lại đi tìm này. Sao anh không điện thoại cho chị ý? Khổ quá, gọi điện thì tắt máy. Bảo là đi sang nhà ông bà ngoại chơi. Mà tôi gọi điện thì toàn nghe thấy tiếng còi ô tô rồi các thứ. Tôi lo quá, không biết là đi chơi hay là đi lang thang ngoài đường. Nhỡ ra xe cộ nó quẹt cho cái thì mệt. Khổ thế đấy cô. Anh ơi, bây giờ đường xá nguy hiểm lắm. Ra đường không đùa được đâu. Này, mới hôm trước thôi nhá, hai mẹ con dắt nhau qua đường. Thế nào mà xe máy nó quẹt qua một cái. Nhẹ thôi, thế mà xong anh ạ. Hả?
Xong là xong thế nào? Thì mẹ thì gãy chân, con thì gãy tay. Ôi tôi chết. Mà cả hai bó bột luôn. Ôi dồi, tai nạn á. Chết, anh chủ quan quá. Bây giờ ra đường nó không có đùa được đâu anh ơi. Bây giờ toàn bọn là trộm cắp rồi là cướp giật này, lại cả bắt cóc nữa đấy. Hả? Bắt cóc á? Vâng. Con ơi là con, vợ ơi là vợ. Tôi đi nhá. Phượng ơi. Ô, Phượng ơi. Trời ơi, em đi đâu thế này? Phượng ơi, trời ơi, Phượng. Ôi trời ơi. Tôi xin lỗi chị, tôi tưởng nhầm chị là vợ tôi. Bố xin lỗi con, bố xin lỗi chị. Tôi xin lỗi chị nhé. Sao lại giống thế nhỉ? Rõ là thằng điên mà. Ta ta ta. Đây, hai mẹ con mình đứng đây cho mát nhá. Ngon quá. Em mẹ ăn không? Lâu lắm rồi mới ăn bánh ngon như này. Con nhậu. Minh. Đi đâu đây? Minh. Hai mẹ con. Con có sao không? Minh, sao Minh đi đâu để tôi đi tìm mãi thế hả? Tôi có đi đâu đâu. Hai mẹ con đi lên quanh ở đây chơi thôi mà. Ôi trời ơi, mình có biết không? Tôi đi tìm hai mẹ con mà bới tung cả cái thành phố này lên để tìm hai mẹ con, biết không? Tìm làm gì, anh cứ bị dở hơi không đấy? Ôi, sao tự nhiên lại gọi điện làm cái gì? Xong rồi điện thoại thì sóng chập chờn, lúc được lúc mất. Tôi cứ tưởng là hai mẹ con lại xảy ra cái vụ gì như hôm trước. Thế là tôi cuống lên tôi phải đi tìm. Chứ nhỡ xảy ra cái gì thì tôi ân hận cả đời à. Mà không thì mình mà biết như thế, tôi thế mà mình bảo tôi không đi tìm thì mình sẽ xác tôi ra. Tôi lắm vào. Tôi gọi là để hỏi anh ăn bánh mặn hay bánh ngọt, tôi còn mua. Gọi mà ăn thì tôi mua cả hai rồi. Điên. Thế hóa ra chỉ có như thế thôi à? Ừ. Chứ có mỗi là mặn hay ngọt thôi, chứ không phải là bắt cóc hay là tai nạn gì à? Thôi đi về. Dạy à, làm người ta hết cơn. Bố xin lỗi con nhé. Thôi em mẹ con đi về nhá. Này, này, tôi bảo này. Hôm nay mình làm một trận vịt này. Khao hai mẹ con. Dạ. Mình về đi, để tôi đi mua vịt. Dạ. Ôi dồi ôi, căng thẳng quá. Có cái mùi gì nó cứ khăm khẳm thung thủ đấy nhỉ? Ôi dồi, giật cái mình ấy tưởng con chó. Làm cái gì đấy? Này, mấy ngày rồi anh không tắm hả? Mấy ngày ấy, ai người ta tính bằng ngày. 3 tuần rưỡi rồi. Thế ngày nào cũng vào toilet để làm gì? Chả làm gì cả. Vào soi gương thôi. Thế mình vẫn đẹp trai như cũ, chứ lại đi ra. Kiếp mới vừa vừa thôi. Anh tắm ngay tôi nhờ đi. Bẩn cũng vừa phải đấy chứ. Người ta thơm tho sạch sẽ như này. Anh không có mũi à? Hả? Bây giờ anh đi đâu á? Một tập đoàn rồi mũi với cả một bách hóa mùi nó đi theo rồi đấy. Vẫn mình thường. Không phải nào mà chịu được. Làm sao mà có thể bắt anh tắm được hả em? Đang sáng tác thì phá đám thế này. Mình ơi. Ui giời ơi, cái gì nữa đây? Em biết là mình mệt mỏi, mình sáng tác mình vất vả. Thôi thì mình gác bút một chút, mình đi tắm rửa sạch sẽ đi. Rồi em nấu cho mình cái gì ăn cho ngon nhá. Tại sao mình lại có thể lạ như thế được nhỉ? Tắm là một công việc nó vô cùng quan trọng. Không phải cứ bạ lúc nào tắm lúc đấy đâu.
tắm là người ta phải xem giờ, xem ngày tốt thì người ta mới đi tắm. Chứ không người tự nhiên là chúng phải cơn gió độc rồi lăn đùng ngã ngửa rồi há mồm mà đấy thì chết dở. Anh vừa phải thôi, đừng thấy người khác quan tâm rồi bắt đầu làm giá nhá. Anh đi tắm ngay cho mẹ con tôi nhờ đi. Cô bẩn thì cô đi mà tắm đi, sao lại cứ phải quàng vào tôi. 3 tuần rưỡi rồi mà còn kêu không bẩn, anh bị ngâm mắm à? Thế bao giờ mới tắm? Tôi thích tắm là việc của tôi nhé. Tại sao cứ phải quan trọng hóa vấn đề là như thế hả? Làm sao xem có chịu thêm chục ngày nữa không? Đừng có thách nhà giàu húp tương nhé. Chục ngày ăn thua gì, 3 tuần rưỡi còn chả làm sao nữa là chục ngày. Ơi trời ơi, bình thường. Được rồi, anh mà chịu thêm được 10 ngày nữa ấy thì tôi từ giờ sẽ không bao giờ động vào cái chuyện tắm táp của anh. Còn anh mà không chịu được thì từ giờ anh phải tắm táp theo sự quản lý của tôi, biết chưa? Chơi luôn, chơi chơi. Cái đùa mấy thằng này, tắm là tắm thế nào, đang cần rẻ lau tay. Ôi giời ơi. Ủa? Này kinh. Sao mà kinh thế? Đang vừa mới ngồi xuống cái ghế hàng trà đá thì một thằng danh con nó phi qua bãi nước, nó đi xe máy làm đến cái loạt một phát ướt hết cả người. Vào tắm đi lên, kinh quá. Kinh người. Quả này nhá, nhất định là phải tắm. Thế là mình thắng rồi nhá. Mới được có mấy ngày. Tắm đi mà nhanh thế. Hả? Có tắm gì đâu mà nhanh với chậm. Chẳng phải anh bắn bùn hết lên người còn gì. Bùn nó chỉ vào cái áo ngoài thôi, trong người có vấn đề gì đâu. Vào cởi cái áo vứt đi, cái là đi ra bình thường. Đã sạch đi thôi. Trời ạ, bẩn đến thế là cùng. Không lừa được thằng này đâu em nhé. Đừng có đùa với anh. Không chịu được bẩn là giấu vợ tắm gội nhá. Nó ra đây xem là cái đầu có thơm không nào. Đấy. Sao thế? Này, anh gội cái kiểu gì mà còn nguyên cả gầu với cả mùi mồ hôi kinh thế? Gội đâu mà gội. Không gội sao lại sấy? Thì tôi sấy cho mồ hôi nó khô đi. Với lại tôi sấy để cho bụi nó bay đi chứ đỡ phải tắm. Bẩn nó vừa vừa đấy chứ. Tôi vừa đọc báo thấy thế giới nó đang tổ chức một cái cuộc thi để lọt vào kỷ lục Guinness người bẩn nhất thế giới. Tôi đang định là tôi sẽ nhịn tắm thêm khoảng nửa năm nữa, sau đó tôi sẽ cấy một cái loại nấm độc vào người. Khi mà ghét nó đã lên đến khoảng 2 phân rưỡi này thì bắt đầu nấm từ từ nó sẽ phát triển. Khi nào người tôi nó đầy nấm độc, lúc đấy tôi sẽ đi thi và tôi sẽ đoạt danh hiệu người nấm. Này mình ơi, lúc ấy mình có thích ăn nấm không? Tôi sẽ mang nấm về nhà, tôi xào cho mình ăn, mình thích không? Ôi kinh quá. Này tôi bảo này, mình ngửi vợ tôi xem mùi mồ hôi nó đã nồng nàn chưa. Mình ngửi đi, ngửi đi. Ô này, này, ngửi mồ hôi mà đã ngất à? Thế tôi chịu khó ngất đi rồi tí tỉnh lại nhá. Mấy nữa tôi lấy nấm cho mà ăn. Ôi tôi chết mất rồi. Cái mùi này nó ám ảnh. Tôi chết rồi. Tôi tình hình thế này sắp hết 10 ngày rồi. Còn nốt ngày mai nữa thôi. Mà lão có vẻ vẫn chịu được thế kia. Mình mà thua thì cứ phải sống với cái người bẩn này đến bao giờ nữa. Để làm nào bây giờ nhỉ? Có cách rồi. Ê, ê, vô đây, vô đây, vô đây. Phượng ơi, con khóc kìa. Phượng rồi. Ôi, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Em khóc cái gì đấy? Ôi dồi ôi, hôm nay công chúa của mẹ bệnh sớm thế nhở? Đây, mẹ thay bỉm cho nương. Sạch sẽ chân thân nhá. Alo, đây tôi đây. Ô, đến rồi à, nhanh thế. Ở đây, đợi tôi tí tôi ra nhanh ngay nhá. Này, anh ơi, anh trông con hộ em một tí.
Em chạy ra ngoài gặp bạn một tí xong rồi là vứt cái bỉm luôn nhá. Ồ hay, tôi đang bận, tôi trông lấy đi, bế con ra ngoài mà chơi. Một tí thôi nhá. Không, tôi không có thời gian đâu. Nào, đừng có vớ nhanh lên. Thôi để em đi đây. Cho em đi nhờ cái. Ôi dồi ôi. Này, bị làm sao đấy? Em bị vấp mà, thôi em đi nhá. Tự nhiên thì đứng trước mặt cái thằng lé thôi. Giật ca mình nhưng bất cờ hứng. Gái chịu khó nha, bố vẽ em tí xong thôi nha, chịu khó nha. Ừ. Ô, mà lạ nhỉ, mọi khi thì cấm cho mình động vào con bé vì sợ nó lây cái tính bẩn của bố, thế mà hôm nay thì tự nhiên lại cứ nặng nặc bắt mình trông con, đúng là đất không chịu rời thì rời phải chịu đất. Mùi đâu nhỉ? Sao mùi nghệ nồng nàn như thế nhỉ? Ôi, con gái, ấy này, con đừng có bính ra đây nhá. Chờ một lát nữa mẹ về rồi con bính thoải mái nhá, bố xin con nhá. Con đừng bính ra đây, bố không thể, bố không dọn được đâu nhá, bố xin. Hả? Cháu, ôi đây lại cười à? Ê, thế, bố lại cứ tưởng là con bính ra đây, mùi đâu nhỉ? Không phải con gái thì là ở đâu nhỉ? Ôi giời! Phượng ơi là Phượng, con chơi tôi thế này. Ôi giời ơi! Trời ơi! Con đang chơi tôi thế này hả Phượng ơi? Con giết tôi rồi! Bố bị như tắm cái gì con này? Cô! Ôi mình ơi, em đi ra ngoài mình nhớ em không thấy bỉm đâu, em thấy là em để quên được người mình của mình. Im! Xin lỗi mình. Cô chơi tôi đúng không? À, cô giả vờ ngã vào người tôi. Nhưng thực ra, này, tôi nói cho cô biết thế này. Ôi, sao cô lại ấp cái này vào người tôi? Ui, nợ máu tay. Phải trả bằng máu. Tôi phải đi tắm mới được. Thôi mình ơi, mình ơi, em xin mình. Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi là mình thắng em rồi, mình đừng tắm, mình xin. Thôi, tự nhiên, tôi phải đi đây rồi ấy, nghe quá. Kìa, mình. Ơ kìa, mình. Thế là mình cắn rồi nhé. Yeah. Đừng bước vội mừng vào tắm cùng cho nó vui nhé. Yeah. Ôi cái lão kêu. Răng của em là hơi nổi tiếng. Bây giờ nó tiếng vang sang tận Hollywood. Hôm qua là có cái tay đạo diễn rất là nổi tiếng bên đấy mời em làm cái bộ phim sitcom hành động mấy nghìn tập, nó vừa chuyển cho em mấy container kịch bản về nhà đọc mỏi hết cả răng. Mà nhá, em vừa mua bảo hiểm răng bởi vì cái bộ răng của em độc nhất vô nhị. Rồi bác cứ che, bác cứ làm như em chỉnh dân trí thấp đại ca nhỉ. Bây giờ không tin đấy, tôi về nhà tôi lấy hợp đồng lên đây cho chú xem nhá. Đại ca lên đây đây, hợp đồng nó phải to bằng cả cái tranh của bác Tùng này này. Thôi các bố chém ít thôi, cái bảo hiểm của các bố ấy, tôi nói cho các bố nghe, nó chỉ là bảo hiểm vớ vẩn thôi. Bây giờ nó có những cái loại bảo hiểm nó chỉ dành cho những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới, cái dạng ngôi sao như anh đây này, chứ còn những cái loại tẹp nhẹp vớ vẩn như các chú có tiền nó không bán bảo hiểm cho nhé. Này, nghe anh nói này, có biết Julia Roberts không? Nè, bảo hiểm cặp mông của bà bao tiền đấy? 300 triệu đô. Cái gì 300 triệu á? Ừ. Khiếp, làm gì mà đắt thế? Anh lại nghe mấy cái tin vịt ở mấy cái báo ná cải rồi bắp cải xà nách su hào gì đấy về kể cho em nghe. Tin là sự thật 100% luôn đấy. Nó mời anh mua cái bảo hiểm bên đây này nhưng mà anh không thèm mua. Các chú biết tại sao không? Anh không thèm mua là bởi vì tính anh nó hoạt động. Anh mà mua thì các chú nhìn thấy được các chú lại tự ái, nhưng anh không thích như thế thôi. Nước chè nhà bác hôm nay có bỏ gì vào không? Hình như bác say nước chè hay sao? Vơ vẩn, thương quá. Đang nằm nhàn từ nãy giờ. Em không ngồi đây uống nước chè của bác đâu. Ồ, hết cả răng của em về bọn bảo hiểm hôn hữu nữa, không tài trợ nữa thì thôi. Chào nhá. Đúng là mỗi người phong cách, mình trông hiện thật. Mỗi người răng bẩu sĩ. Đại ca nói đây thật hay đùa? Thật chứ tôi đùa đấy. Mai tôi mua bảo hiểm luôn. Chấp cả hàm luôn. Chấp cả hàm cái thằng vui luôn nhá. Ôi cái răng bẩu sĩ. Tôi Tùng Điên đây. Ừ,
công ty cử người chuyên viên đến ngay nhá, để làm hợp đồng luôn. Rồi 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 rồi, cứ chốt như thế nhá. Có cái gì? Sao lại có nguyên cả một con gà ở đây thế này? À, có cô tiên nào để luộc sẵn cho ta một con gà như thế? À. Anh nữa đi. Cảm ơn, cảm ơn. À, tôi trình bày này. Tôi là một họa sĩ. Đôi bàn tay đó chính là tài sản và cái quý nhất trong con người tôi. Chính vì thế, tôi muốn mua một cái gói bảo hiểm để đảm bảo cho cái đôi bàn tay tài hoa thiên tài này của tôi, nếu như nó gặp rủi ro thì tôi sẽ được bồi thường một khoản tiền để tôi có thể sống đến đầu bạc răng long mà không cần phải làm ăn gì hết. Anh thấy tôi hiểu như thế về bảo hiểm có đúng không? Anh hiểu rất đúng tinh thần của bảo hiểm. Thế bây giờ anh cho tôi cái menu đi để tôi chọn món. Em có rất nhiều gói để anh chọn. Cao nhất đây hả? Vâng. Thế cho luôn cái gói bảo hiểm 1 tỷ nhá. Đỡ phải chọn, mất thời gian. 1 tỷ ạ? À? Thấp hả? Thế có cái nào 5 tỷ không? À, không, không, không. 1 tỷ là cao nhất rồi anh ạ. À, thế luôn. Em có tìm hiểu về tranh của anh ở trên thị trường rồi. Đúng là với cái đôi bàn tay tài hoa của anh ấy, ừ, thì cái gói bảo hiểm 1 tỷ nó không có gì là không phù hợp cả. Thế nhưng mà cái tác thì bọn em vẫn phải thẩm định lại. Tôi tưởng là khách hàng cứ chọn cái gói càng cao thì công ty phải càng thích chứ, sao lại phải kiểm tra kỹ nữa. Em phải đảm bảo là cái đôi bàn tay của anh nó hoàn toàn khỏe mạnh. Đây, giấy khám sức khỏe của tôi đây. Nó không phải là cỡ bình thường đâu, mà nó là cực khỏe luôn nhá. Đấy, cứ kiểm tra thoải mái đi. Thế là anh đã qua vòng 1. Ừ. Bây giờ đến vòng đấu loại trực tiếp. Vật tay gì? Vật luôn, chết luôn. Anh hiểu nhầm ý của em rồi. Sao? Bọn em là công ty bảo hiểm, có phải câu lạc bộ đấu vật đâu mà anh đòi vật tay với em. À thế à, thế anh tưởng thế. Ý em là em hỏi anh thêm vài câu hỏi đơn giản thôi. Ừ rồi, chứ cứ hỏi thoải mái đi. Ừ. Ngoài vẽ tranh ra thì anh còn dùng cái đôi bàn tay của anh để làm cái việc gì khác không? À, tất nhiên là ngoài cái việc vẽ tranh ra thì cái công việc hàng ngày thì anh cũng làm những cái công việc thông thường như của một cái người đàn ông trưởng thành vẫn hay làm thôi. Nhưng mà cái tần suất nó không nhiều lắm đâu. Một ngày nó khoảng hat trick thôi. Thế tức là một tuần nó khoảng 7 cái hat trick. 7 lát 21 lần, thế thôi. Thế thì điền vào đây thế nào? À thì chú cứ điền nó đơn giản này. Thứ nhất là đổ bô, thứ nhì là bế con, thứ ba là cho con bú. À, ngoài ra nó còn thêm một cái việc nữa là thi thoảng anh cũng tát vợ anh vài phát. Nó gọi là vượt qua nỗi sợ của chính mình ấy. Người ta gọi là chiến thắng bản thân ấy. Bình thường thì anh vẽ tranh bằng tay nào? Tất nhiên là anh vẽ tranh tay phải rồi. Tay trái của anh không làm gì à? Tất nhiên lúc vẽ thì anh cũng hay muốn là lúc đầu tiên tay trái nó cũng phải cho nó cân đối những việc với lại cầm palette màu chứ. Em rất tiếc phải thông báo với anh như thế này. Ừ. Nếu mà cái gói bảo hiểm 1 tỷ ấy, ừ, anh có thể mua. Rồi. Nhưng mà 980 triệu ừ, là dành cho cái tay phải của anh. Thì cái tay trái của anh ấy chỉ có 20 triệu thôi. Nó chả có giá trị gì cho công việc của anh. Thực ra bọn em cũng không phải bảo hiểm cho nó đâu. Chẳng qua là thôi thì bọn em linh động cho anh thôi. Sao lại hai tay con lại lệch lệch đâu thế chứ mà. Cho em xem tay phải của anh. Này, hơi hiếm người cho xem tay nhá. Riêng chú ở trường hợp đặc biệt, vợ anh còn chưa cho xem bao giờ. Thoải mái. Ui dồi ôi anh ơi. Sao thế? Tại sao lại nhiều trai như thế này? Là do hồi bé anh chăm học quá, mà anh viết chữ thì cực đẹp, học cực giỏi, nên nó hơi nhiều trai. Trừ 100 triệu. Đấy, chỉ vì học giỏi với lại viết chữ đẹp mà lại phải trừ mất 100 triệu hả? Bọn em cũng chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Bất cứ một cái vết tích nào xuất hiện ấy, thì nó đều giảm giá trị đi. Thôi rồi, còn cái gì chú xem đốt đi. Để em xem nào. Gì đấy? Anh có cái vết sẹo dài 6cm. Sao lại có cái sẹo đây nhỉ? Anh cố nhớ lại đi. Có phải là tai nạn nghề nghiệp trong lúc anh vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình không? Rồi. Anh phải nói thật là thực ra thì anh cứ chém gió là anh tát vợ thôi, chứ thực ra là anh bị vợ tát là chính. Nhưng mà không phải. Con anh nó đang mọc răng chú ạ. Thế là anh hay chơi với cháu thì chắc là cháu nó cắn, nhưng mà cái vết sẹo nó chỉ bằng cái mắt mũi này. Đừng vì thế mà chú lại nói là chú trừ với anh 100 triệu nhé. Chỗ này là phải trừ 200 triệu. Anh cái gì đấy? Con anh nó thì đang mọc răng, mà anh thì thường xuyên chơi với con. Ừ. Thế cho nên là cái nguy cơ bị chó cắn, à em nhầm, bị con cắn thì
nó rất có thể xảy ra. Thế tức là bây giờ cái gói bảo hiểm của anh nó chỉ còn có 700 triệu thôi à? Vâng, đúng rồi anh ạ. Thôi được rồi, làm hợp đồng xong đi thì anh ấy, anh ký đi cho nó xong. Hợp đồng em soạn xong rồi, anh xem có chỗ nào chưa hợp lý. Rồi, để anh kiểm tra lại. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Đây, chú đi thẳng ra ngoài nói chuyện với anh lâu uống nước nhiều quá. Công ty gì mà lạ thật, thấy tiền lại chê. Ôi trời ơi, Tùng Điền. Ôi trời ơi, cái gì mà hét lên nhổ cái nhỉ? Tùng Điền. Chắc là chị đi nhầm vào toilet của người à? Em nhầm. Không. Tại sao chú lại ăn gà của tôi? Gà trong bếp của chị thì nó vẫn ở trong bếp chứ ai ăn của chị? Thì đúng rồi, thế thì rõ ràng 100% là chú ăn gà của tôi rồi. Gà trong bếp nhà tôi ăn thì làm sao mà chú chị... không biết à? Con gà đấy, chiều nay tôi đi lễ cầu duyên đấy, mà chú có biết không? Tôi phải đi đến 3-4 chợ tôi mới lựa được con gà như theo đúng ý thầy dặn. Thế này thì còn cúng gì nữa? Khổ quá, tôi có biết đâu, chị phải dặn chứ. Tôi xin lỗi chị. Có cái ai ở đâu? Ai rồi ơi? Tôi cho chú biết tay nhá. Chị ơi, chị. À, chị đưa cái tay đi nhá. Ai là cái tay nói cho chị ơi? Em ăn lại rồi chị ơi. À, chị cả đập 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 vào trên chị ơi. Chị ơi, nhà có khách. Khách có gì? Chú đừng có mà đánh chú làm nhé. Chị. Chú ra đây, chú ra đây mà. Cái con chương cứu anh. Sai đẹp, sai đẹp. Chào chị ạ. Sai đẹp. Anh Thế chẳng có nhà lúc bằng đường hàng không hay là đường thổ? Em vào đây bằng đường cửa chính ạ. À, thế nhưng mà em không ăn gà của chị đâu. Không quan trọng. Ôi này này, con gà này hợi hiệu nghiệm quá cơ. Chú cứ ăn gà thoải mái, tôi mua 10 con gà về cho chú ăn. Chú mang sang đẹp về cho tôi. Chị ơi, em xin chị. Thôi anh ơi, có lẽ em phải xem xét lại cái hợp đồng bảo hiểm của anh thôi. Sao? Chứ xung quanh anh nó tiềm ẩn những cái nguy cơ như thế này thì... Chị, em xin phép. Ôi, anh kia cái chú này. Chị là đi à? Chị là mỏng việc của tôi rồi. Này, bảo hiểm ơi. Hỏng việc của chú, nhưng mà lại được việc của chị. Thế là nhìn thấy gái xinh ý, thì chạy à? Xinh cũng là một cái tội, tại mình đẹp quá đi mà. Nhưng mà sao mà rát thế? Hả? Thôi, khổ quá, bù lu bù loa lên ở đây. Có việc gì thì kể từ từ xem nào. Bà thấy tôi có đẹp không? Thì cũng đẹp. Tôi có thông minh không? Thông minh à? Thì ngày xưa bà học cũng dốt, nhưng mà được cái là cũng hơi thông minh. Đấy, tôi đẹp thế này, tôi thông minh như thế này. Ấy thế mà lão chồng tôi còn đi cặp bồ. Mà con nhỏ đó đã xấu, nó là quần xa đấy chứ. Con nhỏ đấy có cái gì hơn tôi. Thế mà lão chồng tôi say như điêu đổ, đã đều có đòi ly hôn với tôi nữa cơ chứ. Thì ai mà bà cứ giữ tiền của chồng quá. Đi đâu làm gì ông ấy cũng phải ngửa tay xin. Có hôm tôi đang đi chợ, còn phải xin tôi mấy nghìn để vá lốp. Đấy, tôi quản lý như thế mà lão cũng mới trong mới ngoài lúc nào cũng hay. Ôi giời ơi là giời, đúng là hông nhan mà bận mà. Mà này, tôi có thuê bà khóc hộ tôi rồi mà bảo làm gì mà bà khóc hết cái phần của tôi thế à? Tôi cứ nghĩ đến cảnh lão Tùng nhà tôi cũng biết có thế không nữa cơ. Đàn ông cứ có tiền bảo là hư ngay. Mà tốt nhất ý, bà cứ đến phòng hơn là trống. Và tốt nhất nên kiểm tra xem lão có quỹ đen không ý. Kiểm tra kiểu gì bây giờ? Đây tôi bảo. Tùng, bà đang làm gì đấy? Diễn. Bà đang gọi là mà diễn. Nhờ. Alo, mình à? Mình ơi, sao mình cứ suốt ngày đi thế? Thì nhà cửa trộm vào nó quân hết cả đồ cả đang nghĩ rồi đây này. Mình đi, nhà có trộm à? Vâng, trộm nó vào nó lấy sạch mới tung cả đồ đạc lên rồi. Em đang chuẩn bị gọi công an vào để lấy lời khai đây. Khai báo chưa? Chưa, đang kiểm kê xem mà nhà còn cái gì thì mới khai báo được. Chết rồi, này, thế thì kiểm tra xem trong cái lò nó có
Trong lọ á? Lọ nào ạ? Lọ của chữ phúc ý. Có chứ. À mình ơi, mình ơi, hết sạch rồi, chẳng có đồng nào trong này cả mình ạ. À. Trời ơi, thằng này gian manh thật. Thế mày thử kiểm tra cho tôi xem là còn tiền ở trong cái thùng mà đựng điếu cày không? Gì? Tiền ở trong thùng đựng điếu cày á? Vâng, mình đợi em một tí. Mình để ở chỗ nào? Ở dưới đáy hay là ở đâu? Ở bên trong. Ở bên trong à? Cái điếu lên. Ôi trời ơi, mình ơi, không có cái gì cả mình ạ. Xem mình còn để ở đâu nữa, mình nhớ đi để em kiểm tra luôn một thể. À, không có chết rồi. Thế thì chừng còn trong cái gì kiểm tra đằng sau bức tranh. Bức tranh à? Sau bức tranh à? Ờ, bức tranh nào ở mình? Bức tranh to nhất mà tôi viết cái chữ Đại Họa Điền Tung ý. À, bức tranh to nhất à? Bức tranh to nhất, đợi em một tí, đợi em một tí. Có không? Có không nhở? Có không? À, mình ơi, không có, nó phá nát hết cả tranh của mình ra rồi. Bây giờ em không tìm thấy được nữa đâu. Tôi chết tôi rồi. Trời ơi, cái thằng trộm này thật là một thằng khốn nạn. Trời ơi, tiền của tao, vợ của tao thì mày có thể đụng đến. Chứ tranh của tao mà mày đụng đến thì thằng này end die rồi. Trời ơi, bây giờ thế này nhá. Em hãy cứ khai vống lên là nhà mình mất 6 tỷ. Cộng với bảng vàng bạc 4 tỷ nữa là 10 tỷ. Để tí nữa báo nó đăng. Để xem nó đào đâu ra 10 tỷ để nó báo cáo với vợ nó. Cho tí thằng này tha hồ nó giải thích cho nó chết luôn đi. Nhá. Vâng, em sẽ biết đúng như thế. Quả này ấy, thì có mà vợ nó sẽ xé xác nó chấm muối mình ạ. À. Thế mình nhớ. Rồi ôi, cái lão kia. Về đây nhá. Lão chết với tôi. Giấu ngần này còn chết không cơ chứ. Thấy tôi nói chưa? Chào chú nhá. Chào anh. Lạ nhỉ. Vụ trộm nhà mình lớn như thế mà sao phố xá mấy hàng xóm trái có ý kiến gì nhỉ? Cái im như thóc nhỉ. Sao anh? Chú này, chú cho anh hỏi tí được không? Anh. Từ sáng đến giờ chú thấy phố mình có vụ trộm nào không? Trộm á? Ơ? Anh cứ hay sỏ em. Anh biết ngày nào em chả dâm dúi tiền ít mẹ ra ngoài đầu quán nét rồi. Không, ý anh nói là cái vụ trộm này nó rất là to. Mà ở một ngôi nhà chú có biết không? Trộm á? To á? Sao em chẳng thấy gì nhở? Lạ nhở? Không thấy gì à? Vâng. Thế chú thấy nhà anh từ sáng đến giờ có vấn đề gì không? Có thấy cảnh sát, công an, người ra người vào tấp nập không? Công an à? Em chẳng thấy. Nhưng mà lúc này, đúng rồi anh ạ. Em thấy đi qua nhà anh thấy chị Phượng nhà anh đến răng to lắm. Em đứng ngoài cổng mà còn nghe thấy. À, chết. Sao em? Phượng nhà tôi nghiến răng to lắm à? Vâng. Tình hình thế này thì căng rồi. Căng. Thôi chú ơi, thôi chú ngồi đây nhá. Anh phải đi giải quyết cái vụ xịt các đan cái nhá. Anh đi nhá. Mình ơi, mình, tình hình thế nào? Công an điều tra sao rồi? Vụ trộm như thế nào? Làm sao? Hả? Mình... Trộm cắp để sao? Bây giờ tôi hỏi anh, sao anh lại dấm dúi tôi giấu tiền để làm việc riêng? Hả? Khổ quá, anh có giấu tiền làm việc riêng bao giờ đâu. Anh toàn tiêu vào việc của gia đình, việc chung thôi mà. Sao em lại đổ oan cho anh như thế? Tiêu vào việc chung mà phải giấu hẳn ở trong thùng rác à? Lại còn giấu ở sau bức tranh, rồi giấu ở trong cái lọ làm gì? Hả? Em... Vì... Vì anh... Vì cái gì? Vì cho gái chứ gì? Em đừng xúc phạm anh như thế. Trời ạ, sao em lại có thể nghĩ anh như cho gái được? Trời ơi, anh ấy đáng buồn như thế này. Em, anh không ngờ rằng em lại nghĩ về anh như thế. Anh làm tất cả là vì cái gia đình này. Có liền mới tin anh nhá. Anh Tùng, anh Tùng. Đây rồi, ngồi đây. Vui quá. Có chuyện gì thế? Anh nhà có đặt cho chị một cái chiếc váy. Em ngưỡng mộ anh nhà chị lắm đấy. Chị thật là may mắn có một người chồng hết toàn tâm toàn ý. Hóa ra mình giấu tiền là để dùng vào việc này à? Mình, thôi, nãy em hiểu lầm, em hơi nặng lời.
Mình cho em xin lỗi nhá. Có lỗi gì đâu mà xin. Ôi Bình ơi, đôi đũa còn có lúc so lúc lệch, huống chi là vợ chồng. Tôi không nghĩ mình lại nghi ngờ tôi như thế. Mà đau khổ đến đời tôi, nó suốt ngày bị bạn nghi oan như thế này. Tôi sống làm sao được hả chú ơi? Lấy tiền mà giả người ta đi. Có mỗi một tí tiền tiết kiệm để mua váy cho vợ thì trộm lấy mất thì mới đau. Tân Lệnh. Khổ thế đấy. Bây giờ trộm cắp như rơi, xảy ra cái là mất độ. Chú, cảm ơn chú nha. Trời ơi, chú giúp anh bản thua trong thế chứ không thể anh đứt. Anh ơi, thế tí nữa có thưởng thêm không? Chú yên tâm, chú chém bơm thêm cho anh một ít. Lát chú thích bao nhiêu anh trả. Anh yên tâm. Sao mà buồn như thế này à, của em mới 3 tiền nhỉ? Của chị là 3 triệu gồm cả váy và phí giao hàng ạ. Mình ơi, anh xin lỗi mình. Đáng ra là anh phải trả tiền cho mình, nhưng mà trộm lấy hết tiền nó mới khổ cho mình. Chẳng có mới trả chứ. Kinh, trông khù khờ thế mà biết hãng thời trang vợ thích đi nhờ. Dạ vâng, anh gọi điện cho cửa hàng em, bảo trong đúng 10 phút mà không mang cái váy lại được đến, anh đốt cửa hàng. Cái gì? Anh mới đặt 10 phút trước thôi á? Dạ vâng, anh ý sợ chị phải chờ lâu. Dạ, không mua bán thế. Ơ kìa, không được, em đã mang váy đến đây rồi, chị phải thanh toán cho em đi. Này, con đòi cái lão này nhá, tôi không phải là người gọi, biết chưa? Anh xem thế nào giúp em. Chú ơi, anh bây giờ anh còn chưa biết anh sống chết như thế nào, làm sao anh còn giúp được chú nữa. Cái gì đấy? Này, ông đi lên kia rồi tôi dạy dỗ ông một trận. Đừng, nhanh cần đừng, trương. Đừng, anh, này, bình tĩnh, Bình ơi, đau. Nhanh lên. Bình ơi, đừng. Anh ơi, đau. Anh chị. Anh chị giả tiền cho em đi. Không về thế này con vợ nó giết em mất.